Loan lại giới thiệu đến cùng với các bạn một bộ áo dài màu đỏ rất là xinh đẹp. À, cái bộ này mình nghĩ rằng Loan có thể mặc vào những cái dịp Tết sắp tới của mình phải không? Đúng rồi, sắp sửa là được mùa Tết sắp tới đó. Thì theo phong tục của Việt Nam đó, thì traditional đó, thì ai cũng thích mặc áo dài hết. Đó. Cho nên Loan nghĩ là Loan muốn giới thiệu cho các bạn là một bộ áo dài đó, để mặc một cái mùa Tết. Mình có thể giới thiệu cùng với các bạn về cái bộ áo dài của Loan được không? Ok, đầu tiên á, Loan cứ ngồi ha. Đầu tiên á, mình muốn mình thấy Loan mang một cái sợi dây. Loan có thể vén lên tóc lên cho mình thấy chút xíu không? Loan mang một cái sợi dây bằng ngọc trai. Một sợi dây bằng ngọc trai này các bạn. Đồng thời cái áo thì là cổ thuyền. Cái này gọi là kiểu cổ thuyền đúng không? Có những cái hạt cườm, phải không? Dạ, cái này là cái hạt cườm. Dài cũng là rất là dài, dài phủ chân. Đồng thời cái quần cũng là đỏ luôn này các bạn. Quần một màu đỏ luôn. Nó tiệp chung với là những cái hạt cườm này. Mà đặc biệt cái áo ở bên này nó có cái khi những cái lớp cườm bên ngoài nó màu đen và màu đỏ, nhưng mà một cái lớp bên trong nữa nó gọi là áo dài hai lớp. Thì nó có một lớp màu đỏ nữa thì nó sẽ làm cho cái màu nó trở thành một cái màu mặt luôn đó. Mỹ nó gọi là burgundy đó. Đó. Cái áo này Loan may ở đâu vậy? Cái này áo dài thì Loan may ở Việt Nam. Người bạn ở Việt Nam may và biết tặng. Bây giờ Loan có thể đứng lên để giới thiệu cùng với các bạn không? Và đây là cái áo dài màu đỏ. Cái áo dài đỏ này á, thì thường mình mặc vào những cái dịp Tết Việt Nam hoặc là đám cưới cũng được nữa. Cái áo dài đỏ này thì nó có những cái kẻ sọc xuống, một bên là màu đỏ và một bên là đỏ thẫm, đính kèm những cái hạt kim, cũng là những cái hạt kim tuyến. Ở phía sau như thế này, quần cũng đỏ luôn. Mình xoay một vòng ha. Với những bạn gái nào mà cái chiều cao không có được cao lắm thì cái áo dài là một cái lợi thế cho mình nữa. Đó là cái quần dài, cái quần mình may phủ lấy cái gót chân của mình cộng thêm cái đôi guốc nào mà các bạn có thể mang được cao, thật là cao đó. Với người Việt Nam đó thì vào những cái ngày lễ Tết, nếu mà các bạn mặc một cái màu đỏ đến nhà người ta thì người ta rất là thích. Bởi vì cái màu đỏ thì người ta nghĩ rằng đem lại may mắn và thịnh vượng. Vào những ngày Tết truyền thống của Việt Nam mình ở miền Nam Cali đó thì người ta hay tổ chức những cái hội chợ Tết, và những cái ngày đó nếu mà ai mặc áo dài, bất kể đàn ông hay là đàn bà, vào cổng thì người ta sẽ không có tính tiền vé vào cổng. Vân Anh và Loan xin chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc nha. Hẹn gặp các bạn trong những cái video sau. Bye.